Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái về nâng hạng chỉ số phát triển du lịch. Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ cơ quan liên quan nghiên cứu rà soát, đánh giá làm rõ nguyên nhân chỉ số phát triển du lịch Việt Nam bị tụt hạng, có các giải pháp phù hợp, hiệu quả nâng hạng chỉ số phát triển du lịch cũng như thu hút khách du lịch quốc tế, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 6.